Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em châu Âu trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 20 tháng 7, em xin lại giới thiệu tiếp cấp một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Pioleer, model của nó là CLD01. Lâu lắm rồi em lại tiếp tục đến giới thiệu các bác chiếc đầu đọc đĩa CD và đọc đĩa laser. Chiếc đầu này thì sở hữu cái size ngang của nó là 42 cm, là size đặc trưng của Pioleer. Chiều cao của chiếc đầu này là 12,5 cm. Chiều sâu của nó là 41 cm và nặng là 7,5 kg. Chức năng của chiếc đầu này là đọc đĩa CD và đọc đĩa laser. Chắc bác nào đã từng chơi thì mới biết, còn bác nào mà chưa từng chơi qua thì đây là đĩa laser, là cái dòng đĩa hình đầu tiên được sản xuất ở trên thế giới, vừa nghe nhạc và xem hình, sau đó đến đĩa VCD và đó DVD và Blu-ray. Ở chiếc đồ này thì nó có đây cái nút bấm đây sẽ chọn được ở CD nhỏ này, và nếu không bấm thì nó sẽ giả ra cả một khay lớn này. Đấy. Nó có các phím chọn số, nhé, chọn số bài hát. Về thì tình trạng này đọc tốt đĩa CD và đĩa laser, không kén đĩa nhé. Chất âm của nó là rất là uy lực, cái nó tiếng của nó rất là tròn các nhá. Uy lực ở đây không phải là mạnh mà nó là độ tròn chỉnh của nó đấy. Đấy. Và đây là ở Việt Nam thì có giá thành rất là rẻ, chứ còn ở thị trường nước ngoài thì rất là cao, kể cả hàng đã có sử dụng đâu nhé. Đây là một trong những chiếc đầu đáng để các bác chơi và sưu tầm cũng như là trải nghiệm. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần hình của chiếc đầu này. Đây là cái núm này, núm để xoay tua đi tua lại nhé. Đấy. Đây là cái nút Detect CD là gì, để chọn cái đường mở ổ CD này. Đấy. Em quay chậm để các bác quan sát. Mặt tiền em này khá là đẹp, đây có vết sức nhẹ thôi. Đây nữa, không đáng kể nhé. Đấy. Phần đắp lưng đây, đắp lưng thì đây có cái vết xước. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Bên này, đây là cái vết keo. Keo thôi, chứ không phải chảy. Cạnh trên đây, cạnh trên thì có cái vết xước mờ cũng đáng kể nhé. Nói chung là đẹp các bác ạ. Tấm lưng rắn xi mà, đây có vết chảy nhẹ đây. Ở model của nó đây, model của nó là CLD01, điện 100V, công suất của nó 32W, và series của nó là LB1036177TP. Chiếc đầu này thì có hai đường analog ra, hai đường hình ra. Đấy, và một đường quang ra. Đây nó có cái sơn nhẹ đây nữa. Toàn bộ ốc mộc đồng, Pioleer của tao thiết kế rất là kỹ, dây nguồn rất là lớn này. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong thì còn rất là mới, máy móc zin nguyên bản đây ạ. Chứ khay lớn là đĩa laser là đĩa size 30 này, đây 20 và đây là 18 này. Đấy. Đây, mạch đây. Đấy. Và đây nữa. Linh kiện thì toàn bộ linh kiện, toàn bộ tụ eo la. Đây em bấm cái phần cái đĩa này ra để cho bác quan sát. Đấy. Đây, toàn bộ tụ eo la, và đây là con chip giải mã âm thanh của nó đây. PD2026A. Đấy. Toàn bộ tụ eo la này. Đấy, tụ eo la. Mới luôn. Đây, tụ đồng nguồn bên này. Đấy.
Và đây là phần đáy phía dưới. Đây. Đáy phía dưới đây. Khá là mới ạ. Rồi. Và sau đây thì em cũng xin test chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Thì trước tiên em test đọc đĩa CD trước và sau đó em test đọc đĩa laser. Thì nó kết nối với cái TV ở phía sau, các bác nhìn ạ, nó là màu xanh đấy ạ. Để nó test cái đĩa laser nhé. Thiết kế mà đằng trước của chiếc này cũng khá là đẹp nhé. Và giá của chiếc đồ này thì bên em bán đến mức giá là 1,4 triệu đồng. Em bao với chiếc toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra. Đấy. Nhất là đúng sản phẩm. Cái thứ hai là chất lượng sản phẩm đúng với cam kết. Nếu không may trong quá trình vận chuyển sản phẩm nó có sự cố thì các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng lỗi hoàn tiền 100% cho các bác. Hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bác không bảo hành, hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu không may sản phẩm có bị lỗi mà không có thợ sửa, tiền phí thì các bác có thể làm về. Trước tiên thì em vào đọc đĩa CD trước nhé, thì ấn vào đây. Đấy, báo đèn đây và ấn đây ra đĩa CD, ra khay nhỏ này. Đấy. Đây em test đĩa chép thôi nhé. Đã nhận đĩa rồi, các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức và xin thiệu vào thành phố Thúc Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0907 223 269 ạ. Một lời thôi, giờ còn ghi nhớ mãi.
còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu giữa đêm tàn lạnh giá mơ bóng bao ngày qua một ngày nên duyên mới duyên kiếp sẽ tốt. Đĩa laser thì đây bạn sẽ tắt lại đi, ấn cả cái lớn ra đấy, bỏ đĩa CD ra rồi em bỏ đĩa laser to vào đây, đây là đĩa laser các nhé, ấn luôn ừ. Và em ông vừa
ở đây nó mới chạy nhé các bác nhé. Đĩa laser thì nó nhận đĩa thì nó sẽ nằm in trong đầu, còn nó không nhận nó đẩy ra ngoài ngay. Đấy. Đầu đĩa là đĩa karaoke, đây là loa karaoke tách. Rồi, em xin phép được dừng video tại đây. Thì trước lúc này bên em bán với giá là 1,4 triệu đồng. Em báo phí ship toàn quốc cho là chuyển đủ tiền. Bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Số điện thoại ở 907-23-209 ở thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.